Các bác sĩ bệnh viện chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật tạo ngón tay bằng ngón chân của bệnh nhân, một ca phẫu thuật được xem là hy hữu. Theo các bác sĩ, việc phẫu thuật lấy ngón chân kế ngón cái của bệnh nhân để ghép lên làm ngón tay giữa sẽ giúp cho bệnh nhân phục hồi một phần chức năng cầm nắm. Sau ca phẫu thuật, ngón tay được tái tạo từ ngón chân của nữ bệnh nhân này đã có cảm giác và bắt đầu cử động được. Đây là lần đầu tiên mà Việt Nam thực hiện thành công kỹ thuật này, với khó khăn lớn nhất là kết nối mạch máu của ngón chân lên ngón tay bệnh nhân. Vì mạch máu ngón chân rất nhỏ, bệnh nhân có thể xuất viện sau một tuần nữa. Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bàn tay phải chỉ còn được một ngón cái lành lặn, hoàn toàn không thể cầm nắm.